Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Học Tiếng Anh Miễn Phí cùng Mr. Long Linh. Chúng ta trong video này chúng ta sẽ làm hai cái bài tập cuối cùng của Unit 3 các bạn nhé, của cái phần Test Yourself 1 đó. Và bài tập số 7 á, là một bài nói về cái luyện nghe mà chép, check là có nghĩa là điền vô những cái gì mình nghe đúng á. Mà thực ra đây á, là trong cái sách bài tập cho nên nó không có những cái video, nó không có những cái MP3 cho chúng ta, MP3 đó để cho chúng ta nghe. Cho nên là cũng rất là tiếc, cái bài tập số 7 mình chỉ lướt qua giúp các bạn hiểu những cái nghĩa của cái từ này thôi. Rồi còn cái file nghe á, thì nó không có. Cho nên là mình sẽ hẹn các bạn ở những cái file nghe khác. Ví dụ phần luyện nghe, luyện nói khác thì mình sẽ giúp các bạn. Chứ trong cái sách bài tập này thì bản thân cũng không có cái file nghe các bạn ha. Còn nếu như trên trường của các bạn á, mà các bạn học á, mà có file nghe á, thì các bạn cứ thế mà các bạn làm ha. Thì mình hướng dẫn các bạn hiểu cái nghĩa của các chữ này thì các bạn sẽ dễ dàng làm thôi. Ví dụ như là cái này là cái váy màu đỏ nè, cái dress, cái váy màu đỏ thì nó là như thế nào nha, xem thử nó là dài nhất hay là ngắn nhất hay là rẻ nhất vân vân các bạn nha. Cái này là nice đó các bạn nha. Nice là gì các bạn? Là dễ thương nhất đó, đó. Đẹp nhất đó. Cái này cũng dễ thương nhất, đẹp nhất này cũng là, nhưng mà cái nghĩa nó khác, cái từ nó khác nhau, nhưng cái nghĩa nó khác nhau, giống nhau các bạn nha. Hai từ này giống nhau về cái nghĩa là dễ thương, đẹp rồi đó, nhưng mà khi phát âm nó khác nhau. Cho nên các bạn nghe các bạn để ý nha. Nice, prettiest, đó các bạn nha. Cheapest, đó là rẻ nhất nè. Đây là rẻ nhất nè, dễ thương nhất nè, đẹp nhất nè. Đó, ta hiểu nghĩa như vậy là được rồi. Rồi, most comfortable là gì? Là thoải mái nhất nè. Most comfortable, longest là dài nhất nè. Đó, như vậy là cái váy này nó thuộc cái diện nào? Hai diện cũng được, ba diện cũng được, một diện cũng được. Một ô còn được bao, tùy chúng ta nghe nhé các bạn nhá. Rồi, cái váy màu xanh, green dress, là mấy váy màu xanh da trời đó các bạn, thì nó thuộc cái ô nào trong 3 cái 4 cái 5 cái ô này? Các bạn chọn blue dress, cái váy màu xanh nước biển như thế nào? Purple dress là cái váy màu tím đó các bạn, thì nó thuộc cái ô nào? Đó, các bạn để ý nha. Rồi, như vậy là tất cả những cái này mình giúp các bạn hiểu nghĩa hết rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giúp các bạn làm bài tập số 8. Thế thì trước khi vào làm bài tập số 8 thì như mọi khi mong các bạn bỏ ít thời gian nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Mỗi việc làm nhỏ các bạn thôi nhưng mang lại cho mình niềm vui vô cùng lớn đó các bạn ạ. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Rồi, bây giờ bài tập số 8 thì dễ bạn ơi. Bài tập số 8 mình sẽ giúp các bạn làm nhanh thôi. Là thế này, là bài tập số 8 của chúng ta làm người ta cho mình câu trả lời và việc của chúng mình là của chúng ta là viết ra câu hỏi các bạn nha. Đó, người ta đã cho câu trả lời rồi. Việc mình là viết câu hỏi, ví dụ câu trả lời là tên của tôi là Hoa. Vậy thì chắc chắn câu hỏi là gì? Tên bạn là gì đúng không? Rồi, vậy thì chắc chắn cái ô chỗ này là chúng ta phải hỏi là bạn tên là gì đúng không? Gọi là what's your name đúng không? What? Các bạn nhớ đừng viết tắt nha. What is your name? Đó, các bạn ghi câu hỏi như vậy là chắc chắn ok rồi. Đó, tên bạn là gì? Thì tên của tôi là Hoa. Ok, câu số 2 này các bạn nè. Đây, câu số 2 là chắc chắn người ta hỏi gì mà cô ta trả lời cô ấy là một bác sĩ. Vậy thì chắc chắn người hỏi là cô ta làm gì đúng không? What does she do? Đây, what does she do? Đó, cô ấy làm gì? À, cô ấy là một bác sĩ. Câu này các bạn cũng có thể hỏi là gì các bạn? What is her job? Cũng được. Nhưng mà thôi, cái đó là lúc khác mình viết ra cho các bạn. Bây giờ set nó nhỏ quá, cho nên mình viết thế này thôi. Rồi, câu số 3 này. Anh ấy sống ở Huế thì chắc chắn câu hỏi là anh ta sống ở đâu? Where does he live? Where does he live? Đó, anh ta sống ở đâu? Where does he live? Chỗ này thường thường người ta sẽ đọc nối vào nhau luôn. Where does he live? Đó các bạn nha. Rồi, câu thứ tư. Đây là câu này trả lời là anh ta sống ở Huế nè. Rồi, bây giờ câu D này là tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng. Thì tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng và là câu hỏi phải là mấy giờ bạn thức dậy đúng không? What time do you get up đúng không? Do you get up? À, get up. Đó, u nha, chữ u này get up này các bạn nhớ này. Đó, get up. Đó, u đó. Rồi, thì mấy giờ bạn thức dậy? What time do you get up? Mấy giờ bạn thức dậy? Vậy thì người ta trả lời là tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng. Rồi, câu cuối cùng này các bạn. Họ 12 tuổi. Họ được 12 tuổi thì chắc chắn câu hỏi là gì? Họ bao nhiêu tuổi? How old are they?
Đây, đó. How old are they? Đọc nối chỗ này vào nhau. How old are they? How old are they? Đó, hai cái khác biệt hoàn toàn các bạn nhá. Một cái là are the, cái là they. Đó, đưa cái đầu lưỡi lên gốc hàm răng này. Đưa cái đầu lưỡi lên gốc của hàm răng trên và các bạn bung ra hơi này, hơi nó ra hai mép của chúng ta đó. They, nó giống như this đó các bạn nhá. Rồi thì câu trả lời là họ được 12 tuổi. Đó, như vậy là các bạn thấy được cái thực tế của câu 8 này nó là dễ đúng không? Như vậy là tổng cái phần test yourself one này của chúng ta là 45 điểm, đúng không nào? Rồi, vậy thì các bạn từ bài 1 đến bài 8 của phần test yourself này one này thì mình cũng đã giúp các bạn làm xong rồi. Hy vọng các bạn tiếp tục thích các video này và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều video hay các bạn nha. Và trong quá trình các bạn làm việc, các bạn học á, nếu có chỗ nào mà các bạn không hiểu, khó hiểu thì các bạn cứ mạnh dạn hỏi mình. Thì mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian sớm nhất có thể để mình giúp các bạn giải quyết những câu khó, những cái vấn đề mà các bạn còn vướng mắc. Tuy nhiên, mình sẽ ra nhiều cái video liên quan đến sách tiếng Anh, giáo khoa tiếng Anh lớp 7 này, sách bài tập lớp 7 này, rồi ôn luyện, rồi kiểm tra, rồi thi học kỳ, giữa học kỳ đều có hết cho các bạn luôn. Đương nhiên, lớp 7, lớp 6, lớp 8, lớp 9, lớp 10, 12 đều có hết cho các bạn luôn. Do đó, khi các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh rồi, thì các bạn sẽ có đầy đủ cơ hội, các bạn sẽ được học rất là nhiều. Không những năm lớp 7 này, mà còn sang năm lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12. Thậm chí sau khi các bạn học lớp 12, các bạn vẫn còn có thể học được. Bởi vì trong cái kênh của mình vẫn có những cái video cho những bạn đã sau khi tốt nghiệp rồi. Có những video luyện nói, luyện nghe, rồi những cái kỹ năng học tiếng Anh, nghệ thuật học tiếng Anh vân vân. Nó có rất là nhiều cái yêu cầu, nó có rất là nhiều cái điều kiện cho các bạn. Cho nên các bạn rất là yên tâm ha. Rồi một lần nữa, mong các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Mình rất là cảm ơn các bạn nha. Mong các bạn có những cái ngày làm việc rất là vui, những ngày học tập rất là vui và tiến bộ và nhanh chóng thành công. Rồi chào các bạn ha.